xin chào 72.500 anh em đang theo dõi kênh điện mặt trời shop solar nhé. Đấy, hôm nay bên em uh, xin giới thiệu uh, đến các bác chiếc biến tần uh, có thương hiệu là Lumenchi. à, với cái sản phẩm này là sản phẩm uh, hòa lưới bám tải 2000w đấy hay còn gọi là con săn 2000 đây các bác có thể xem về cái thông số nhé đấy xem về cái thông số này săn 2000 đấy với cái bản săn ngày trước là con màu xanh, đấy, bây giờ nó ra bản mới nhất là săn màu trắng và ngày trước thì nó không ghi cái uh, thương hiệu của <laughs> công ty lên, bây giờ nó ghi cái thương hiệu của công ty uh, in chìm luôn vào trong bên này. Uh, đây là một trong những cái sản phẩm uh, được rất nhiều anh em yêu thích. đấy, anh em có thể uh, vận dụng con này trong cái trường hợp là sử dụng ác quy lưu trữ uh, với một số anh em nhà sử dụng ít Ví dụ khoảng độ hơn 1 triệu tiền điện Đấy là anh em có thể chơi con này khá là hiệu quả Đấy Từ 1 triệu uh, hai 2 đổ lại Anh em sẽ chơi <laughs> con này là rất là hiệu quả nhé Đấy mà đầu tư cái con này Với cả một cái hệ lưu trữ Thì nó Cái hệ lưu trữ thì bây giờ thường là anh em sẽ chơi lithium Đấy thì nó lưu được rất nhiều điện Thì chính vì vậy mà các bác sẽ phải đầu tư một cái hệ lưu trữ nó tốn thôi nhưng mà chơi con biến tần này thì nó lại rất là hiệu quả đấy ví dụ tháng các bác mất hơn triệu tiền điện là các bác chơi con này thì nó khá là hay <laughs> à, thì với cái dòng sản phẩm này là con hòa lưới bám tải chính vì vậy mà các bác sẽ phải có điện lưới nó mới sử dụng nó mới chạy đấy các bác nhớ giúp em nhé phải có điện lưới thì nó mới chạy với một số bác à, không biết thì à, cứ tưởng con này là là có lưu trữ trên thực tế con này không có lưu trữ nhưng anh em vận dụng hệ lưu trữ vào là anh em có thể sử dụng được lưu trữ đấy thì trong video em sẽ nói rõ hơn để cho anh em biết đấy trong video trước thì giới thiệu đến các bác con săn một nghìn rồi thì chắc chắn là các bác hiểu đấy thì sản phẩm của con này đi đi kèm theo là gì một cái à, kẹp bám tải city đây chính là cái cục này chính là cái cục này nhá đấy, thì con này trong này nó vẫn nó là cái này thôi đấy một cái dây để các bác sẽ cắm điện vào điện lưới nha các bác đây đấy, sách hướng dẫn sử dụng bây giờ các bác có thể xem này em sẽ hướng dẫn qua để cho các bác biết nhá cái cổng ký hiệu là AC output này thì các bác sẽ lấy cái dây điện này đấy, một đầu các bác sẽ cắm vào đây đấy đầu còn lại này các bác sẽ cắm trực tiếp vào cái ổ điện gia đình Đấy. phía đằng này nó có hai cái quạt tản nhiệt không chổi than hai quạt tản nhiệt không chổi than thì mắc hai quạt không chổi than này thì uh, các bác chắc chắn là các bác sẽ phải là cái này nó ngày trước nó thiết kế ở trên bây giờ nó thiết kế ở dưới này rất là hay Đấy. bởi vì là các bác nó hút bụi thổi bụi ra thì nó sẽ không bị vào nhiều Đấy, thằng này nó nghiên cứu rất là hay luôn. <laughs> đây ở phía bên đầu này thì anh em sẽ dùng pin mặt trời anh em đấu vào cái cổng DC input này nhé. đấy cực màu đỏ là cực dương, cực màu đen là cực âm. các bác không được đấu nhầm. Đấy, ở đây nó cũng cảnh báo với cả các bác thì các bác cũng phải chú ý. đây thì cái cổng uh, internal này là các bác sẽ đấu uh, cái kẹp city này vào. Đấy, một đầu các bác sẽ đấu vào đây, nó ở đây nó có một cái ngạnh này, có một cái ngạnh này các bác sẽ đấu đúng cái ngạnh của nó nhá, đấu đúng cái ngạnh của nó vào đây. đấy, sau đó các bác xoáy lại. còn cái đầu này, còn cái đầu này thì các bác sẽ kẹp vào cực dương từ đồng hồ đi vào. đấy, là các bác mở ra, các bác chỉ kẹp bên ngoài nhá, kẹp bên ngoài dây. đấy, một số bác không biết, cũng rất nhiều trường hợp mà các bác em hướng dẫn thế, các bác phải hiểu ngay cái kẹp dây nó ở ngoài một số bác lại đi cắt dây điện ra cho các bác kẹp vào đấy, thì nó rất là nguy hiểm đấy thì cái cổng này thì các bác sẽ kết nối với cả cái kẹp city này rồi thì em sẽ đã hướng dẫn rồi còn cụ thể chi tiết thì em sẽ hướng dẫn cho các bác khi các bác lắp đặt đấy ở đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng các bác về các bác có thể tham khảo đấy với một số bác mà không biết ấy thì các bác có thể lấy điện thoại các bác dịch, đấy bác các bác vào Google dịch các bác dịch cho em, đấy, đấy là một số bác không biết tiếng Anh nhé, các bác sẽ vào đây Google các bác dịch, đấy thì với một số mà nó uh, cảnh báo thì uh, như thế này, đấy thì các bác lấy điện thoại Google các bác dịch, dịch được ngay. còn sơ đồ đấu nối đây, đây là sơ đồ đấu nối cho cái hệ lưu trữ, à, hệ uh, uh, chỉ dùng pin mặt trời với cả điện lưới, nó gọi là hòa lưới bám tải. Đấy, ở trong này nó không nói đến là là vấn đề lưu trữ đấy thì ở Việt Nam mình thì lại rất là thông minh thông minh ở cái chỗ là cái giải điện áp vào của nó như thế này đây Các bác nhìn về cái thông số nhé cái giải điện áp vào của nó là từ 45 đến 90v đấy thì với cái giải điện áp này khi uh, các bác đấu uh, pin mặt trời vào các bác phải tuân thủ theo cái điện áp này đấy chính vì cái giải điện áp này cho nên là gì ở Việt Nam mình mới lại vận dụng đến cái <laughs> ở Việt Nam mình mới lại vận dụng đến cái vấn đề là cho ác quy lưu trữ vào đây, đấy cho ác quy lưu trữ với cái giải điện áp nằm trong cái khoảng này thì anh em sẽ sử dụng được hệ lưu trữ đấy, và hòa lưới được cả ban ngày và ban đêm à, à, con này đây model là Sun 2000 G2H đạt chứng chỉ CE ZOHS đạt chứng chỉ tiêu chuẩn thế giới nhé về một cái sản phẩm mã QR đầy đủ luôn anh em nhé mã QR đầy đủ luôn đây là cái mẫu vừa được về xong anh em ạ mẫu vừa được về xong à, con này nó hoạt động từ 10 độ âm 10 độ C đến 45 độ C đấy đến 45 độ C. Dùng hay lắm. Thì với cái giải điện áp từ 45 đến 90 V này. Anh em uh, chơi hệ lưu trữ là 48 V. Đấy, chơi hệ lưu trữ 48 V. Thì 48 V nó nằm trong giải điện áp này và rất là phổ thông cho những chiếc sạc. Đấy. Bởi vì anh em sử dụng uh, sạc. Bởi vì anh em sử dụng hệ lưu trữ ấy thế em phải cần một cái sạc ngoài. Đấy, cần phải có một cái sạc rời ở bên ngoài ấy. Các bác cứ pin mặt trời các bác sạc vào bình, xong từ bình các bác sẽ cấp vào hai cái cổng này cho em. Đấy, hệ ắc quy uh, lưu trữ là 48V các bác cấp vào đây. Sau khi các bác cấp bình ắc quy xong thì uh, và bật điện lưới lên thì nó sẽ hoạt động. Uh, về cài đặt thì em sẽ hướng dẫn cho các bác cài đặt À, với con săn 2000 này nói uh, riêng và cái hệ săn nói chung thì nó cài đặt được cái dòng sạc à, dòng xả nhé cài đặt được dòng xả em ví dụ như là buổi tối các bác xả 1000 w thì tối đa nó chỉ xả cho các bác 1000 w đấy các bác muốn xả hơn nó không xả đấy đó chính là cái hay của cái con này và anh em nào mà hiểu về kỹ thuật hiểu về điện thì anh em chắc chắn là sẽ sử dụng con này rất là nhiều Đấy, bởi vì là trên thực tế à, khi các bác cài đặt được dòng xả thì à, các bác có thể điều chỉnh cho cái hệ ác quy của các bác nó đến tầm nào. Đấy, và con này nó có cả chức năng cài là cắt điện áp của bình ác quy. Đấy, cắt điện áp của bình ác quy. Em ví dụ à, với con săn 1000 này các bác đang sử dụng hệ lưu trữ là 24V chẳng hạn. Khi các bác nạp đầy thì nó rơi vào khoảng... À, 26 em 26 V em ví dụ thế nhá. Đấy. Thì các bác muốn 23 V cái hệ lưu trữ của các bác nó cắt nó không 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 hòa lưới nữa. Thì các bác cài đặt được cái điện áp là 23 V. Thì bình ắc quy của các bác đến 23 V là con này nó cắt nó không cho dùng nữa. Thì đối với cái con này cũng vậy. Con hạ săn 2000 này nó cũng vậy. Đấy, khi các bác mà muốn cắt điện áp của bình ắc quy, em ví dụ hệ 48 V các bác nạp đầy nó rơi vào 56V thì chẳng hạn đấy đối với hệ lithium. Đấy thì các bác muốn à 5 hai v các bác cắt hoặc là 50V các bác cắt thì các bác sẽ cài đặt được ở trên cái sản phẩm này. Đấy chính vì vậy mà uh, nó rất có giá trị uh, trong quá trình các bác biết vận dụng để sử dụng con này thì nó rất là hay. Đấy. Thì với nhu cầu của từng gia đình để các bác sử dụng thì nhà bác nào tiền điện tầm độ 700 một tháng ấy, Thì các bác sẽ chơi con này Đấy Sẽ chơi con săn 1000 này à, Cái tầm uh, hơn 1 triệu Tiền điện Thì các bác có chơi con này cho em Đấy Chơi con này cho em Thì uh, với cái con này Các bác uh, chơi những cái tấm pin mặt trời Có giải uh, Ví dụ như là giải điện áp Đây trong này nó ghi là tối đa là 90V thì các bác sẽ phải nghiên cứu cách đấu nhé bởi vì là cái các bác có tấm pin mặt trời rồi là các bác sẽ phải gửi sang cho em để em xem, đấy, bởi vì các bác nhiều bác không biết đến lúc mắc lên là nó vượt quá cái công suất à, vượt quá cái cái điện áp của cái 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 biên tần này là không được, đấy chính vì vậy mà các bác bất cứ có vấn đề gì là các bác phải phải nhắn tin Zalo cho em để 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 để, để hỏi em Tất cả các bác cố gắng liên hệ Zalo bởi vì một lúc em có thể chat được với 10 người. Còn các bác điện thoại thì em sẽ mất cái thời gian đó để nói chuyện với cả khách khác. Đấy. Mà kênh của em bây giờ nhiều người đăng ký cho nên là uh, trả lời không thể kịp được. Đấy, đến tận 72.500 người theo dõi rồi. Chính, vì vậy mà các bác cố gắng liên hệ Zalo cho em nhé. Các bác mua hàng thì các bác sẽ phải đặt cọc tiền. Đấy, các bác sẽ phải đặt cọc tiền. Và cái sản phẩm này là được bảo hành bao lâu? sản phẩm này được bảo hành là một năm anh em nhé, đấy, được một năm, đấy. thì anh em nào mà cần thì các bác sẽ liên hệ với em. À, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.